Bí mật Biển Đông. Sáng ngày 7 tháng 10, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông. Chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua. Cũng sáng ngày 7 tháng 10, báo Thanh Niên trên trang nhất được chỉ đạo có bài viết nhan đề Giả tâm bất tận của Trung Quốc ở Biển Đông. Bài báo tường thuật hội thảo Diên Hồng ngày 6 tháng 10 với chủ đề Vùng biển tư chính và pháp luật quốc tế, mà thành phần tham dự bên cạnh các quan chức, các nhà nghiên cứu, chuyên gia chính thống là các trí thức phản biện từng bị khai trừ khỏi đảng và bị lên án là thối hóa tư tưởng. Đặc biệt, báo Thanh Niên nhắc lại lời của quan chức ngoại giao Trương Triều Dương, đánh giá Biển Đông không chỉ là con đường hàng hải lớn nhất nhì thế giới, là bãi đánh cá lớn nhất thế giới, là một bể chứa dầu khí, mà còn lần đầu tiên một bí mật của Biển Đông được công bố, đó là đáy Biển Đông có một trữ lượng đất hiếm cực kỳ lớn. Theo quan chức ngoại giao này, nếu Trung Quốc chiếm được, đồng nghĩa với việc nắm được cổ họng của tất cả các nước, đặc biệt là các quốc gia phát triển. Việc công bố bí mật này sẽ hiểu vì sao các tàu khảo sát của Trung Quốc bất chấp tất cả luật lệ quốc tế, bất chấp mối quan hệ Việt-Trung, chấp nhận mối quan hệ Cộng sản Việt-Trung bị đổ bể để tìm kiếm trữ lượng đất hiếm rồi làm chủ tài nguyên này với mưu đồ làm chủ thiên hạ. Đây là một tin vô cùng tốt lành đối với Việt Nam, vì vấn đề Biển Đông đã trở thành vấn đề sống còn liên quan đến kinh tế, công nghệ, an ninh toàn cầu mà các nước phát triển công nghệ, đặc biệt là Mỹ, vô cùng quan tâm. Đó phải chăng là lý do vì sao các tướng lĩnh quân sự Mỹ cực lực lên án Trung Quốc đe dọa và xâm chiếm Biển Đông của Việt Nam, và Hoa Thịnh Đốn liên tục cử các chiến hạm, tàu bè với vũ khí hiện đại tuần tra Biển Đông. Cũng sáng ngày 7 tháng 10, báo Pháp luật Việt Nam có bài của tiến sĩ Vũ Thanh Ca, một chuyên gia Biển Đông. Trong đó, lần đầu tiên Việt Nam công khai đề xuất các việc cần làm, như Việt Nam cần gửi công hàm tới Tổng thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã phản đối Trung Quốc và khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam. Việt Nam vận động để tìm cơ hội điều trần tại nghị viện các nước, đặc biệt là Mỹ và các nước lớn khác về các hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông và vùng biển Việt Nam, để các nước khác hiểu và tham gia đấu tranh chống các hoạt động phi pháp của Trung Quốc. Việt Nam vận động Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông, do các nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ cùng đề xuất và đưa ra. Theo đó, dự luật này yêu cầu chính phủ Mỹ trừng phạt các tổ chức, cá nhân Trung Quốc, đồng lõa hoặc tham gia vào các hoạt động cải tạo đất, bồi đắp đảo, xây hải đăng và xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin di động tại Biển Đông, hoặc đe dọa đến hòa bình, an ninh hoặc ổn định của các khu vực trên biển Hoa Đông. Sau chuỗi nhiều sự kiện với nhau, mới hiểu không phải tự dưng trên mạng phổ biến một bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người có công rất lớn vạch mặt nhóm lợi ích cấu kết với Trung Quốc trong Đại hội Đảng 12. Trong bài viết này, ông Vũ Ngọc Hoàng kiến nghị lấy tiêu chuẩn chống sự xâm lăng của Trung Quốc là tiêu chuẩn hàng đầu để chọn lựa lãnh đạo đảng trong kỳ Đại hội Đảng sắp tới. Vậy, các vị Trung ương sẽ phát biểu gì, biểu quyết ra sao về vấn đề Biển Đông mà Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng yêu cầu? Trong Trung ương Đảng, vị nào bán nước, vị nào là tội đồ của lịch sử, rồi sẽ rõ.